Kính An xin cảm ơn quý vị đã theo dõi một số cơ sở thương mại, và bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện của hôm nay. Chương trình Văn hóa và Con người, chúng ta có khách mời là cô Lê Đình Isa. Bây giờ chị muốn hỏi Isa là sau khi mà học đàn tranh đó, thì thường thường thì chị thấy người ta đàn piano, đàn guitar thì mình sẽ bị ảnh hưởng và lôi cuốn vào với cái âm nhạc của Tây Phương, và cách tinh thần của mình cũng phát triển theo đó, và cái sự suy nghĩ mình cũng phải nói rằng là thay đổi một cách rất là mạnh mẽ theo cái trào lưu của phương Tây. Nhưng mà khi mà em nói là em gắn liền với cái tiếng đàn của đàn tranh thì chắc chắn là cái văn hóa dân tộc nó sẽ không thoát khỏi em, và em sẽ bị quay quất ở trong cái nền văn hóa cổ truyền đó. Nhưng mà tại sao em lại có cái hứng thú để mà em nghĩ tới cái chuyện là tổ chức những cái chương trình văn học nghệ thuật, và nhất là về điện ảnh quốc tế? Dạ, cho đến năm 2000, khi đó thì em cũng học xong dược và cũng đi làm được vài năm rồi. Thì năm 1999 thì bố em mất vì ung thư. Thì sau đó một năm thì em các bác trong Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ Vala mới hội họp lại và muốn em sinh hoạt với hội. Thì lúc đó em cũng nghĩ là chắc em sinh hoạt chừng 1-2 năm để xem coi hồi đó bố đã làm những cái gì. Thì mình nhớ lại hồi đó thấy ổng nhiều khi buổi tối cũng cặm cụi làm, rồi viết những cái thư mời ra mắt sách, rồi mời tham dự triển lãm chẳng hạn vậy. Thì em cũng có tham dự một số chương trình của Vala trước khi em thật sự gia nhập hội. Thì đến năm 2000 thì em quyết định nghĩ là mình làm 1-2 năm xem sao. Đến lúc mà bước chân vào làm rồi tự nhiên mình thích, và thật thích khi mà thấy những cái công việc, những cái buổi ví dụ như là triển lãm hoặc là những cái buổi tổ chức văn nghệ mà có rất nhiều người đến để mà chia sẻ và đồng cảm, và các nghệ sĩ họ được cái coi như là một cái sân chơi chung với lại khán giả, thì tự nhiên mình thấy cái sự hứng khởi đó từ khán giả, từ người nghệ sĩ, mà em thích cái hứng khởi đó. Tự nhiên là em cũng thích tác phẩm và em cũng thích trò chuyện với khán giả, nhưng mà mình thấy được những cái chương trình nghệ thuật mà nó đưa mọi người đến với nhau, mình thấy rất là quý, em thấy rất là có những cái giây phút rất là quý giá, và em nghĩ đó cũng là cái chất xúc tác mà người nghệ sĩ họ có được để mà họ ra mắt những tác phẩm kế tới, những cái tác phẩm mới hơn và hay hơn. Thì em rất thích những cái sự kiện, những cái chương trình mà về văn hóa văn nghệ như vậy. Và bắt đầu từ năm 2000 thì em cùng với lại các bạn trong Vala tổ chức một số chương trình như là ra mắt sách, rồi triển lãm nghệ thuật, đưa những nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ, những artist mà thuộc thế hệ 1.5, tức là họ sinh ra Việt Nam nhưng mà lớn lên và hấp thụ nền giáo dục ở đây. Dạ. Rồi những nghệ sĩ thuộc thế hệ thứ 2 và sắp sửa là thế hệ thứ 3 nữa. Thì ra mình thấy cái sự trở về của những nghệ sĩ mà họ tìm tòi về những cái văn hóa của mình, những cái gì mà sau cuộc chiến rất là tàn khốc để lại, thì qua văn chương, văn nghệ, qua nghệ thuật, nó sẽ phản ánh được những cái mà rất là khó mà trình bày qua nếu mà chỉ nói chuyện với nhau. Thì nó mở những cái sự kiện văn hóa nghệ thuật này, nó mở ra nhiều, nó tạo nhiều cơ hội cho mọi người đến với nhau và cùng thảo luận về một cái vấn đề nào đó. Thì như vậy nó, mình thấy là không những mình đưa được những cái phần văn nghệ, phần nghĩa là làm cho đời sống nó thư giãn hơn hoặc là nó thăng hoa hơn, và nó còn mở ra những cái cuộc trò chuyện, những cái hội luận mà mình có thể tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn. Vâng, thưa quý vị, khi quý vị nghe Isa trình bày một số những cái quan điểm của cô khi cô gia nhập và tham gia những cái hoạt động nghệ thuật tại quận Cam, thì quý vị cũng đã nghe cô nhắc rất nhiều về hai chữ Vala, đúng không? Dạ. Vậy thì chị muốn hỏi em, Vala là gì? Và từ ai là người chủ trương đầu tiên? Như em nói là tổ chức những buổi ra mắt sách, tranh họa, rồi kể cả những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, thì cái mục đích của Vala
là gì? Dạ. Và là tức là viết tắt cho Vietnamese American Arts and Letters Association, là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi được thành lập từ năm 1991 tại quận Cam, do một số các nhà báo và văn nghệ sĩ đứng ra tổ chức. Thì bố của em cũng là một trong những người đồng sáng lập, trong đó có những vị khác như là nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, nay đã mất, rồi có họa sĩ Nguyên Khai, có rất nhiều những họa sĩ khác như Nguyễn Đồng, Nguyễn Thị Hợp cũng đã từng tham gia rất là nhiều năm, rồi có họa sĩ Ngô Bảo cũng đã mất, và rất nhiều những nghệ sĩ thuộc thế hệ thứ nhất, và họ thấy là cái văn hóa Việt Nam, nghệ thuật Việt Nam cần phải được nuôi dưỡng tại đây, thì họ đã đứng ra và tổ chức hội Vala. Thì đến năm 2000 thì em và một số bạn bắt đầu tham gia và bắt đầu đưa đến những cái chương trình văn hóa nghệ thuật. Thì hội văn học nghệ thuật Việt Mỹ Vala hiện nay vẫn do những người tình nguyện viên là volunteers điều hành, gọi là ăn cơm nhà vác ngà voi, không có đồng chi phí nào cả. Dạ, thì đây là hội văn học nghệ thuật Việt Mỹ Vala, và hiện nay thì cái headquarter, cái văn phòng trụ sở của hội là ở thành phố Santa Ana. Vậy thì khi mà mình tổ chức những cái chương trình như vậy thì mình phải cần có nhiều những cái chi phí để tổ chức. Thế nhưng mà cái công mình bỏ ra là đương nhiên, mình nếu mình muốn làm một cái công việc nào đó mình nghĩ nó có ý nghĩa thì mình sẽ làm một cách thiện nguyện. Thế nhưng những cái chi phí để mà tổ chức thì từ đâu ra? Dạ. Thí dụ như là vừa rồi là Việt Film Fest thì những chi phí là từ các cơ quan bảo trợ như là nhà băng Wells Fargo, rồi Macy's, tiệm Macy's, rồi nhà băng Union Bank, rồi một số các cơ sở thương mại trong cộng đồng như là văn phòng nhà sĩ Châu Linh Mai chẳng hạn, rồi các nhà hàng như là Boda, Chateau. Thì qua nhiều năm những vị mạnh thường quân này họ nhận thấy cái sự trưởng thành của Việt Film Fest và cái sự cần thiết của một cái sự kiện văn hóa trong cộng đồng, thành ra họ tiếp tục bảo trợ. Thí dụ như là Wells Fargo, những năm đầu tiên họ chỉ là nhà bảo trợ, một trong những nhà bảo trợ, nhưng mà sau này họ là một trong những nhà tài trợ chính, tại vì họ nhận thấy cái sự phát triển của Việt Film Fest và cái sự tham dự đông đảo của không những khán giả mà còn giới trẻ nữa. Có lẽ là điện ảnh có một cái ngôn ngữ riêng mà có thể cuốn hút được rất nhiều người, nhiều thế hệ đến với nhau. Thì thành ra là tụi em mới có được kinh phí để mà có thể trang trải cho những cái sự kiện văn hóa này cũng rất là tốn kém. Thì rồi tự động tụi em cũng gây quỹ nữa. Thí dụ như là có tụi em làm một cái video gọi là support voice, thì tụi em muốn kêu gọi mọi người hãy cùng đóng góp trên online. Nó gọi là cái campaign kêu gọi đóng góp của mọi người trên trên mạng, và gọi là trên cái platform là Razu, cái diễn đàn là Razu. Thì tụi em cứ chiếu cái video này mỗi một ngày ở có bao nhiêu người cập nhật? Dạ, thì cũng có nhiều người vào và cho tiền vào đó, rồi tụi em cũng xin tiền để mà xin khán giả đó, và mọi người đóng góp rất là nhiều trong kỳ Việt Film Fest vừa rồi. Nghĩa là mọi người bỏ vào, người thì 3 đồng, 5 đồng, nhưng mà góp lại thì ra tụi em cũng có được cái chi phí, cũng có một cái kinh phí từ đó. Rồi tự động gây quỹ nữa, có những buổi gây quỹ tụi em tự làm, và dĩ nhiên là những cái thì giờ của các thiện nguyện viên bỏ vào thì rất là nhiều. Chị cũng thiện nghĩ như vậy nó mới thành tựu, nó mới lớn như thế. Thưa quý vị, khi chúng ta đón nhận một sự kiện văn học nghệ thuật được xảy ra trong cộng đồng thì ít nhiều sẽ có nhiều cái quan điểm suy nghĩ về cái sự kiện này. Tuy nhiên với những gì mà Isa trình bày với chúng ta hôm nay thì chúng ta cũng hiểu được là nếu như chúng ta mỗi người chỉ có một cái khoảnh khắc hay là chỉ có một cái góc để nhìn của mình mà chúng ta không làm gì thì sẽ không bao giờ có những cái sự kiện xảy ra và không bao giờ có những cái sự phát triển cho một cái nền văn hóa mà chúng ta thấy là cái nền văn hóa của Việt Nam chúng ta là một cái nền văn hóa lưu vong. Chúng ta lưu vong ở đây là bởi vì chúng ta không có một ai có thể ôm lấy chúng ta để mà nâng chúng ta lên, mà chúng ta phải tự mình sống và tự mình phải bảo tồn lấy nó. Vậy thì đối với Lê Đình Isa, nghĩ như thế nào về những cái sự phát triển, những sự thay đổi
qua nhiều thời kỳ như vậy. Chúng ta sẽ trở lại sau vài phút giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, và chúng ta sẽ nghe câu chuyện với Lê Đình Lisa. Cảm ơn quý vị.